mà ngồi nè, coi Bella nãy giờ sáng hồn này tự trèo ra khỏi cái walker rồi tự tự bò lên cầu thang luôn. Coi nha. Ủa trời. Bella. Ủa, hắn khôn chưa kìa, hắn lấy cái tay hắn nắm cái cây. Không. Ôi trời ơi là trời. Hắn lấy cái tay. Hắn lấy cái tay, hắn nắm cái cây để cho hắn có thế để hắn ra được. Không, không giúp, hồi nãy con tự trèo ra được, con nãy ba mẹ ra là thấy hắn đứng ở dưới này luôn á. Ôi trời, hắn lấy cái cây. Xong rồi gì nữa? Sao nữa? Rồi xong rồi sao nữa? Ô rồi, ô ô, rồi lấy cái tay. Ô rồi lấy cái tay. Rồi lấy cái tay trà lên trên cái sàn. Rồi đều ra. Ô trời ơi trời ơi. Oh my god. Oh my god. Không tưởng tượng được luôn á. Tưởng mấy nhi nó xạo mà ai ngờ hắn tự treo ra được kìa. Treo ra xong rồi im liềm luôn á. Tự được ra im liềm không té rồi xong rồi còn bò lên cầu thang nữa. Rồi giờ lên cầu thang thử coi. Lên luôn. Ngồi kia không thấy một tiếng động nào. Hồi ra cái xe ơi, người đi đâu rồi? Ôi trời ơi chết rồi. Giờ ba bỏ trong bóp cơm mà ba không để ý, hắn lẳng tử trèo ra luôn. Oh my god, mới có 9 tháng á mà tự giải thoát ra cái quốc cơ luôn. Xong rồi tự lên lầu luôn. Oh my god. Không thể tưởng tượng được luôn á, trời ơi. Ô trời, say hi đi. Hello, mẹ đây nè. Hello, cười đi, cười. Ô siêu quậy tết bi của mẹ. Oh my god, unbelievable. Oh my god. Rồi lên tiếp, lên cầu thang, rồi tự đi lên lầu luôn. Có khi nào bò tự lên cầu thang đúng không? Chị treo lên bình thường. Ô trời. Mấy lần rồi. Có khi nào tự trèo lên trên giường luôn không? Trời ơi. Oh my god, unbelievable. Không thể nào tin tưởng được. Ba với mẹ tưởng con xạo, bồng em ra để đó. Xong ba mẹ tới đây, thấy hắn đã đứng ngay đây rồi nè. Xong rồi bỏ. Nãy còn xa nữa. Là hắn sẽ lấy cái tay hắn bám luôn cái đó. Lôi ra lấy cái chân rồi mới chà cho đây. Nó phải buộc, nó phải từ từ nó lôi.